Qua đầu cầu của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang, Hà Giang. Xin mời cả đầu cầu Hà Giang ạ. Vâng ạ, em xin kính chào quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp ạ. Em xin trình bày bệnh nhân hội chẩn của Bệnh viện Đa khoa của Bắc Quang ngày hôm nay ạ. Bệnh nhân nữ 46 tuổi, nghề nghiệp nông dân, dân tộc Dao, địa chỉ Hàm Yên, Tuyên Quang, vào viện 14 tháng 5 năm 2023, lý do vào viện là đau ngực khó thở. Tiền sử bản thân thì bệnh nhân không rõ bệnh lý tim mạch, bị câm điếc bẩm sinh. Gia đình thì khỏe mạnh. Bệnh sử, bệnh ngày thứ nhất, người bệnh kêu đau ngực khó thở. Ở nhà thì chưa điều trị gì, vào viện điều trị. Tình trạng lúc vào viện, bệnh nhân tỉnh, hạn chế tiếp xúc do bị câm nước bẩm sinh ạ. Thể trạng trung bình, khó thở ni ha ba, da niêm mạc kém hồng, chân không phù. Tim đều, T1, T2 rõ, thổi liên tục 4 phần 6 ở dưới xương đòn trái, phổi ít gian ẩm hai đáy, bụng mềm gan lách không to. Các chỉ số là mạch 82 chu kỳ trên phút, huyết áp 140/60 mm thủy ngân, nhiệt độ 37 độ C, SpO2 95% khí phòng ạ. Về các xét nghiệm máu, bàn, xét nghiệm chỉ số điện sàng về tí quang thì em đã gửi lên hệ thống ạ. Chẩn đoán của bệnh nhân là còn ống động mạch, tăng áp lực động mạch mạch phổi vừa. Theo dõi nang sán, bệnh nhân đã được điều trị lợi tiểu ạ, phối hợp spironolactone và furosemide ạ. Hiện tại qua 3 ngày điều trị thì bệnh nhân tỉnh, không đau ngực, đỡ khó thở, tim đều, phổi còn ít lan ẩm, bụng mềm. Các chỉ số mạch 70 chu kỳ trên phút, huyết áp 93/60 mm thủy ngân, SpO2 là 97% khí phòng ạ. Em làm bệnh nhân này đã xử trí hợp lý xưa và các hướng xử trí tiếp theo cho bệnh nhân ạ. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô ạ. Vâng, xin cảm ơn các bạn đầu cầu Bắc Quang. Để mở đầu thì tôi xin mời tiến sĩ Lưu sẽ phân tích các hình ảnh trên bệnh nhân này ạ. Trước hết cho xem vi quang trên slide. Kính thưa Phó sư Nga, kính thưa các quý đồng nghiệp, các anh chị có gửi lên cái hình ảnh x-quang ngực. Đây là một cái hình ảnh mà các anh chị có hướng tới cái bệnh ký sinh trùng nữa. Mình chắc nghĩ đến cái sán dây lợn. Thứ nhất về hình ảnh x-quang tim phổi thì chúng ta thấy ngay hình ảnh tim to và các động mạch phổi giãn có dày tổ chức kẽ. Cái này thì nó phù hợp với bệnh cảnh của cái chẩn đoán của, nó cũng hoàn toàn phù hợp cái chẩn đoán của anh chị thôi. Và các anh chị có đọc có một cái nốt vùi hóa giống hình hình bầu dục, giống như hạt gạo ở cái nền cổ bên phải. Thế thì trước khi chúng ta nhìn thấy như hình như này, chúng ta có phân tích. Thứ nhất là đặc điểm về nốt vùi hóa này thì chúng ta zoom to cái hình lên, vì không gửi đi ảnh hệ thống nhưng mà phải xem lại trên hình trên slide này thôi ạ. Và thì đúng là chúng ta thấy cái hình này nó là giống hình hạt gạo thật, nhưng nó có mấy đặc điểm chúng ta phải xem lại. Vì những cái nốt mà nó đậm độ cản quang cao mà nó ở phần mềm trên phim X quang ấy, chúng ta bao giờ điều đầu tiên chúng ta phải xem liệu nó có phải là trong phần mềm không hay bên ngoài phần mềm. Ví dụ như là cái áo, cái cúc áo nó hay là nó thuộc về phần mềm. Đấy. Thế thì với cái hình như thế này thì nó cũng, anh chị nghĩ đến hình sán dây lợn là hoàn toàn hợp lý, tôi không có phản bác gì. Tuy nhiên là tôi thấy cái hình ảnh này chúng ta phải xem lại. Cái thứ nhất ấy là cái hình này nó quá cân đối, và cái thứ hai là chúng ta thấy nó có hai cái đường màu sáng đi qua cái hạt gạo này, và một cái nữa là chúng ta thấy có một cái vệt đậm độ nó nhạt nhạt, nó chạy chéo như này ở cổ như này. Như vậy cái hình như thế này rất gợi ý đây là cái cổ áo, và nó có một cái cúc nó bị chụp nằm nghiêng như thế này. Để khẳng định được cái chuyện đấy thì rất đơn giản thôi, chúng ta chỉ bảo bệnh nhân cởi áo ra chụp lại thì sẽ thấy ngay. Và thứ hai là thì nếu mà là ký sinh trùng thì ít khi nó là một nốt, thường nó sẽ có nhiều nốt ở những chỗ khác. Trường hợp thì chúng ta thấy chỉ có một nốt duy nhất thôi. Đấy. Còn hình ảnh cắt lớp vi tính thì hình cắt lớp vi tính thì xem là liệu có tới được không nhỉ? Sẽ có tương đương cái vị trí ấy. Trên cả đỉnh xương đòn, quay lại cái hình ảnh X quang này.
Cái hình ảnh của cái cắt lớp vi tính này thì theo như quan điểm của tôi là đã cắt tới cái chỗ nghi ngờ đấy rồi. Vì sao chúng ta thấy rằng ở trên đây mặc dù bệnh nhân đưa tay lên trên đầu, tức là cái hai cái đầu xương đòn nó được đưa lên cao hơn rất nhiều so với cái tư thế là chống tay và nạnh khi chụp X quang phổi. Vậy mà chúng ta thấy hết xương đòn rồi, như vậy cái phần mềm mà nghi ngờ cái vôi hóa đã nằm ở trong cái vùng này rồi. Và chúng ta không hề thấy cái vôi hóa nào, như vậy thì đúng nó là một cái vôi hóa bên ngoài cơ thể, khả năng là cái cúc áo. Mà thế còn về hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ngực thì chúng ta thấy rõ ràng là tim to đấy, và mặc dù không tím tuần quanh, cũng thấy cái thân động mạch phổi nó cũng giãn. Thế tuy nhiên mà để phân tích được còn ống động mạch không chiếm cắt lớp vi tính thì chúng ta phải tiêm thuốc cận quang và phải chụp đúng các thì khác nhau, chúng ta mới thì động mạch phổi xong thì động mạch xong thì tĩnh mạch thì ta mới phân tích được. Chúng ta chỉ phân tích được ở mức dừng mễ mức độ là hình ảnh tim to và các nhánh của động mạch phổi thì giãn. Em xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Lưu. Tiếp theo thì tôi xin mời phó sư tiến sĩ Phạm Ngọc Minh về chuyên ngành ký sinh trùng. Xin thầy cho ý kiến trên bệnh nhân này ạ. Vâng, kính thưa cô Nga, thưa tất cả các thầy cũng như các bạn đồng nghiệp. Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của thầy Lưu. Cái khả năng lớn thì chắc đây không phải là nhiễm ấu trùng sán lợn. Vì thứ nhất là ít khi mà ấu trùng sán lợn chỉ có duy nhất một cái nang ấu trùng lắm. Cái thứ hai là nang ấu trùng thì nó thường nó có hình cầu tương đối đều đặn, chứ nó không có kiểu cái hình bầu dục kiểu như thế này. Đấy. Cái thứ ba, nếu mà có duy nhất một nang thì cũng không nguy hiểm gì cả, vì đây nó là phần mềm thì rồi nó cũng vôi hóa và nó cũng cũng chết nếu mà chúng ta không can thiệp theo thời gian. Đấy, thì theo tôi thì tôi không nghĩ nhiều đến cái này là có nhiễm cái ký sinh trùng trong nó là cái ấu trùng sán lợn giống như các bạn đang hướng đến. Đấy, thì còn ca bệnh này rất đặc biệt, đó là câm huyết bẩm sinh đúng không? Đấy, thì các bạn chú ý là khi mô tả các bạn này, khi mô tả là bệnh nhân kêu đau ngực cái gì đấy thì người ta câm điếc, có thể người ta ra hiệu thôi chứ còn có dấu hiệu đau thôi chứ còn vì câm điếc bẩm sinh không có nói gì đâu đúng không? Thì chúng ta chú ý mô tả triệu chứng cho nó, cố gắng cho nó sát. Vâng, báo cáo hết ạ. Xin hỏi Thế Minh là trong trường hợp mà ký sinh trùng này thì ngoài cái hình ảnh thì mình có cần phải làm các cái xét nghiệm về huyết thanh chẩn đoán hay không, hoặc là có các cái phương tiện gì chẩn đoán khác ngoài cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh hay không ạ? Vâng, nếu mà có điều kiện chúng ta làm thêm ELISA được thì tốt hơn. Thế tuy nhiên ở trên đấy chắc cái điều kiện triển khai cái này cũng khó khăn, nếu mà tôi nghĩ là cái này chắc không cần thiết để vất vả cho các bạn ở trên đấy. Vâng. Vâng, xin cảm ơn thầy Minh. Như vậy cũng đã rõ ràng rồi cái hướng tới qua phân tích của tiến sĩ Lưu và ý kiến của phó sư Minh thì việc mà ký sinh trùng ở đây có thể được loại trừ hoàn toàn. Các bạn có thể bảo bệnh nhân cởi áo và các bạn chụp lại một cái phim tim phổi thẳng thì các bạn sẽ thấy luôn là cái hình cái khuy áo nó có mất đi hay không. Các bạn đã làm như vậy chưa ạ? Dạ thưa cô là chúng em chưa, sau tối hôm nay em sẽ cho kiểm tra lại. Vâng Rồi, ạ. cảm ơn các bạn, để các bạn đỡ lăn tăn phải không nào. Tiếp theo thì xin mời ý kiến của tiến sĩ Tạ Diệu Ngân về chuyên ngành truyền nhiễm. Xin cô cho ý kiến trên bệnh nhân này ạ. Dạ vâng, thưa cô Nga, thưa các thầy cô, thưa các anh chị ạ. Với ca này thì với các chẩn đoán sán thì các bạn cũng đã thấy thầy Lưu và thầy Minh đã phân tích rồi và em cũng hoàn toàn đồng ý nhất trí với ý kiến của các thầy ạ. Đối với lĩnh vực của em thì cái mà em thấy ở đây nó cũng hơi bất thường và không biết là nó có chính xác hay không. Đấy là việc tăng men gan. Trong cái men gan xét nghiệm ấy thì một cái GOT những hơn 3.000, trong khi đó một cái GPT nó chỉ 9, tức là nó không tương xứng về việc tăng men gan. Vậy thì cái này đặt ra câu hỏi là, một là các bạn có đánh máy sai hay không, thứ hai là nếu mà không đánh máy sai thì phải kiểm tra lại ngay xét nghiệm một lần nữa để mình xem bệnh nhân có tăng men gan hay không, và nếu bệnh nhân có tăng men gan ở trong trường hợp này thì chắc chắn mình sẽ phải làm những cái xét nghiệm chuyên sâu để định hướng xem có viêm gan virus hay không ạ. Thì cái này thì đề nghị các bạn làm kiểm tra lại một lần ạ, và em xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn cô Ngân. Như vậy các bạn có đánh máy sai hay không? Vâng, em thưa cô là 31 thôi ạ. GPT là 31 ạ. Thế chắc Vâng, là em đấy, bị nhập cô lẫn Ngân chưa? soi rất là kỹ và phát hiện ra ngay. Thế.
Xin cảm ơn cô Ngân. Tiếp theo thì tôi xin ý kiến của bác sĩ Kỳ về chuyên ngành tim mạch trên bệnh nhân này. Dạ vâng ạ, em kính thưa cô Nga, kính thưa thầy cô ạ. Căn này các bạn thì cũng đã hội chẩn trực tiếp với em rồi ạ. Qua anh chị em quen biết nhau từ lâu rồi. Chắc các bạn làm hội chẩn là để chủ yếu cái vấn đề về nghi ngờ thêm có sán thôi. Ở bệnh nhân này thì một bệnh nhân câm điếc bẩm sinh và cũng các bạn này tình cờ phát hiện ra một cái ống động mạch ở cái tuổi cũng khá là cao rồi, 46 tuổi, chắc là cũng khá là đặc biệt, cũng hay gặp ở những nước như mà chúng ta khi mà điều kiện screen sàng lọc cho những trẻ em hoặc là lúc mới sinh ra còn chưa phát triển ra thì mình mới phát hiện ra những cái bệnh nhân mà còn ống động mạch ở lứa tuổi này. Thì một cái ống động mạch mà khi mà đó có ảnh hưởng đến huyết động, cụ thể ở bệnh nhân này là một cái tim bẩm sinh có săn trái phải mà có tăng áp lực động mạch phổi, cụ thể là 45 thủy ngân ở mức độ vừa và có gây giãn thất trái và có suy tim rồi ạ. Thì bệnh nhân này vào viện thì các bạn cũng điều trị ban đầu cũng khá là hợp lý rồi, là cũng điều trị triệu chứng thôi, gọi là lợi tiểu để tránh những phù phổi bệnh nhân có đỡ hơn. Và cái gốc rễ lâu dài của bệnh nhân thì chúng ta vẫn phải đóng cái ống động mạch cho bệnh nhân ạ. Và bên cạnh cái thuốc điều trị gọi là cầm cố qua giai đoạn cấp này thì vẫn phải đóng ống động mạch cho bệnh nhân. Vậy cái đóng ống động mạch thì có hai phương pháp, một là đóng bằng dụng cụ, hai là phẫu thuật. Chúng ta sẽ ưu tiên bằng dụng cụ trước. Nếu như cái hình thái mà phù hợp thì chắc là đến các cơ sở y tế mà có thể làm được việc ấy thì mình sẽ kiểm tra lại xem cái nó có phù hợp hay không. Cái vấn đề thứ hai, ở bệnh nhân này thì cái áp lực phổi, nếu như trong trường hợp mà bệnh nhân vì một lý do nào đấy mà bệnh nhân vẫn chưa sắp xếp được cái việc đóng ống động mạch thì chúng ta bắt buộc phải điều trị thêm cái thuốc điều trị để giảm áp lực phổi cho bệnh nhân, bên cạnh là cái lợi tiểu. Và cụ thể chúng ta có thể dùng sildenafil, Viagra, biệt dược Viagra hoặc là cái nhóm mới Bosutan thì nó khá là đắt tiền. Nhưng mà chúng ta có thể bắt đầu từ sildenafil trước, mà trước mắt dùng cái liều từ thấp để tăng liều, bởi vì nó là một thuốc giãn mạch và nó có thể gây hạ huyết áp nên chúng ta phải dùng hết sức từ từ. Đấy. Còn tốt nhất là dù sắp xếp như thế nào thì chúng ta phải chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế mà có thể đóng được ống động mạch, thì để tránh sau này là khi mà tăng phổi nó cố định rồi thì lúc ấy san hai chiều ở cố định thì chắc chắn sẽ không đóng được, thì sẽ càng sớm càng tốt, mặc dù bệnh nhân đã trải qua 46 năm rồi. Ở cái bệnh nhân này cũng có một yếu tố là bệnh nhân có câm điếc bẩm sinh, lại có cái vấn đề về ống động mạch. Thì thường ống động mạch thì nó cũng thường thường gặp, cũng có thể trong những cái hội chứng di truyền hoặc là cái bệnh hiếm gặp nào đấy lại có câm điếc bẩm sinh, thì chúng ta thử tầm soát xem có cái vấn đề gì, các cái bệnh lý di truyền, các cơ quan khác đấy không. Mà thường nó thì cũng khá là thường hay gặp phối hợp, ví dụ hội chứng Down này hoặc là cái bệnh lý khác. Ở bệnh nhân này có thêm câm điếc bẩm sinh nữa và thêm cái ống động mạch, thì liệu hai cái này nó có thể nằm trong cái hội chứng nào đấy không mà chúng ta có thể phát hiện thêm cái tổn thương cơ quan khác nữa. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Kỳ. Như vậy rõ ràng bệnh nhân này để giải quyết về vấn đề suy tim, về tim mạch của bệnh nhân thì bắt buộc là chúng ta phải can thiệp cái nguyên nhân của nó là đóng ống động mạch lại. Thì bệnh viện khu vực Bắc Khoa chắc là các bạn không thể chưa phát triển được kỹ thuật mà đóng ống động mạch được, đúng không ạ? Vâng ạ, chúng em chỉ điều trị thuốc cho bệnh nhân thôi. Vâng. Đấy, thì trong lúc chờ đợi thì theo ý kiến của tim mạch thì chúng ta càng phải đóng ống động mạch càng sớm càng tốt cho bệnh nhân. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong lúc chờ đợi thì các bạn có thể phải phối hợp thêm với các cái thuốc để làm giảm áp lực động mạch rất là tốt, như là nhóm Viagra, đấy chính là thuốc điều trị rối loạn cương dương nhưng nó lại có tác dụng làm giảm áp lực động mạch rất là tốt. Tuy nhiên thì thuốc này cũng đắt, cho vậy mà cái can thiệp sớm là cái tốt nhất cho bệnh nhân. Vậy thì các bạn, nếu các bạn chưa làm được thì các bạn có thể liên hệ với các cơ sở có thể đóng ống động mạch cho bệnh nhân một cách sớm nhất có thể. Bệnh nhân có các bạn còn băn khoăn điều gì mà các bạn chưa liên hệ với các cái cơ sở để can thiệp đóng ống động mạch cho bệnh nhân? Vâng ạ, chúng em cũng đang muốn liên hệ cho bệnh nhân để xuống dưới bệnh viện Đại học Y để đóng ống động mạch ạ. Thì không thì ở không biết là dưới bệnh viện mình có thực hiện cái kỹ thuật đấy không ạ? Vâng. Xin mời thầy Kỳ ạ, chắc là ở đây thì làm thường vâng, xuyên ạ. Dạ vâng, có ạ. Vâng,
Bác sĩ Tú là một bác sĩ rất là xuất sắc, học từ Y Hà Nội và đã tốt nghiệp cao học và đi qua. Và ca bệnh này thì bác sĩ Tú trực tiếp trao đổi với em ạ, qua chẩn đoán nhảy siêu âm ạ. Thì hôm nay thì chắc là sắp tới sẽ gửi bệnh nhân xuống ạ. Vâng, em cảm ơn ạ. Như vậy thì các bác sĩ ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, các bác sĩ làm rất là tốt về vấn đề này. Thì các bạn có thể chọn lựa để gửi bệnh nhân đi, điều trị càng sớm càng tốt, thì đỡ các cái hậu quả cho bệnh nhân. Các bạn còn có câu hỏi gì khác nữa hay không? Vâng ạ, chúng em không có câu hỏi gì ạ. Chúng em xin cảm ơn các thầy cô ạ. Vâng, xin cảm ơn đầu cầu Bắc Qua. Chúng ta sẽ chuyển qua đầu cầu.